Hello, chào tất cả anh em cầu thủ từ Bắc vào Nam, từ Nam ra ngoài Bắc nha. Hôm nay em xin lên một vài con máy về cho anh em lưu relap. Máy hôm nay em bán ra là chưa bao gồm phí ship là 25.000 đến 30.000 trên một đơn hàng, còn ship nhanh là 35.000, còn ship bình thường 25 đến 30.000. Rồi, máy em bán ra em chỉ chốt đơn bên Zalo nha. Zalo số điện thoại của em là 079 455 9193. Xin em nói lại là Zalo của em là 079 455 9193. Em chỉ chốt đơn bên Zalo nè. Chúc anh em câu cá vui vẻ. Cầu lên nhiều Hugo. Rồi. Hôm nay em đang máy về cho anh em đưa lắp. Đầu tiên, mã đầu tiên. Xin em mã đầu tiên là mã 1. Mã 1 là một con máy China xuất Nhật. Con này là của thằng tay máy nè, của thằng Gen Hong. Cây con máy này rất đẹp này, thiết kế anh em nhìn gân cốt rất chắc chắn, tem nhặt đồ vẫn còn ok hết. Máy này là khá mới, mua pin sống đủ tay trái phải. Con này anh em thích hợp cho anh em lưu đi lắp ngâm lăn xe. Cước số 3 vào được 100 mét, GTO con này là bao nhiêu hả? Cước số 3 vào 100 mét thì con này tương đương với size khoảng 2.000 á. Con này không ghi GTO nha, nhưng mà máy khá mượt. Rồi, con này đầu lăn bán cho anh em là mã 1, giá 150k, 150k. Tại lâu nay bận quá em không có thời gian lên video nên anh em thông cảm nha. Rồi, mã 1 150k. Tiếp tục mã số 2. Mã số 2 là một con Shimano Japan. Con này là cước số 3 vào được 65 mét, cước số 2 vào được 100 mét. Size thư máy 1.000, size thực 1.000 luôn. Thích hợp cho anh em lưu rê lắp. Con này là cối kim loại, tay quay kim loại. Rồi. Mã 2, con này là mã 2 Shimano Japan, mô pin sống đầu tay trái phải. Rồi, con này mã số 2 này, anh em xem ngoại hình máy. Ngoại hình là tay con này nó còn cầu cũ nè. Chung là ngoại hình con máy này còn tạm ổn thôi, tầm khoảng là 80%. 80 đến 85% thôi. Rồi, con này mã 2 Shimano Japan. Con này mã 2 giá con này là nè. Giá con này là 400k, mã 2 Shimano Japan. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 là một con cũng China xuất Nhật. Con này cước số 3 vào được 150 mét, chạy một bạc đạn, GTO là 5.2. Thích hợp cho anh em lưu rê lắp ngâm lăn xe. Máy rất đẹp nha, cho anh em nào thích màu vàng. Rồi, con này mã 3. Thích hợp lưu rê lắp ngâm lăn xe. Rồi, mã 3, giá con này là 200k, độ mới là tầm 80%, nó có tài xước ở chỗ này này. Rồi, mã 3. Tiếp tục mã số 4. Mã số 3 là 200k nha. Mã số 4 cũng là một con China xuất Nhật, con này là tắt nhỏ gọn này. Cước số 3 vào được 115 mét, cước số 4 vào được 85 mét. GTO là 5. Mô pin sống đầu tay trái phải. Mua pin sống đầu tay trái phải này. Con nào cũng mua pin sống đầu tay trái phải nha anh em. Rồi, con này mã 4. Mã 4 để cho anh em con này, giá con này là 130k thôi. 130k mã 4. Con này là size theo máy là tầm 2.000 á, 2.000 mã 4. Anh em xem ngoại hình máy nha, China xuất Nhật mã 4. Máy còn khá sáng đẹp, chỉ thời xước những điểm xa xa này thôi. Mã 4 China xuất Nhật 130k. Tiếp tục mã 5. Mã 5 là một con China xuất Nhật dành cho anh em là thích bày nầu đồng cấu đá. Con này chạy một bậc đạt, GTO là 5.0. 5.0, cước số 2 vào được 220 m, cước số 4 vào được 125 m. Con này nó cấu sâu thôi, nó vào cước nhiều thôi, thực ra con này size tầm 2.500 thôi.
Size thương máy là 1.000, size thực 2.500, thích hợp cho anh em lưu relap, ngâm lăn xe. Rồi, giá con này là để cho anh em là 150k. Máy này thì không đẹp nha, ngoại hình tầm khoảng được 75%, không đẹp ra, nhưng mà được cái bàn chắc chắn, tay quay cũng bằng cơ luôn, nên anh em khỏi sợ bị gãy luôn. Rồi, con này mã số 5 chứ. Mã số 5, 150k. Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 là già màu quân đội nha. Con này là màu của màu xanh của quân đội á. Cước số máy Gatio là 5.5. 5 chấm. Size theo máy là 2.000, size thật 2.000 luôn. Cước số 3 vào được 85m. Mua pin sóng đổ tay trái phải, máy hoạt động tốt, thích hợp cho anh em lưu relap, ngâm lăn xe. Đổ tay được trái phải nha, tay quay bằng cơ nên anh em thỏa thích quay không sợ bị gãy. Mua pin sóng này. Rồi, con này mã 6. Mã 6 con này giá con này cũng 130k luôn. Mã 6. Tiếp tục mã 7. Mã 7 là một con Shimano Japan. Mã 7 là một con Shimano Japan. Con này là cước số size theo máy 3.000. Con này size theo máy 3.000, size thật tầm 3.000 luôn, thích hợp cho anh em lưu relap, ngâm lăn xe. Ngoại hình con này thì nó bị mất tem này. Mua pin sóng đổ tay trái phải. Tiếng lưỡi gà nó hơi nhỏ. Rồi con này mã 7. Mã 7 giá con này để cho anh em là này, mã 7 Shimano Japan mất tem. Đây là để cho anh em giá là con này để lại cho anh em giá là 400k thôi. Shimano dòng này mà nếu mà bình thường là phải là 800 mấy đến 900 mấy. Rồi, con này mã 7 400k. Tiếp tục mã 8 là Shimano Japan. Con này là cước số 3 vào được 100m, cước số 4 vào được 70m. Con này size theo máy 2.000, size thật 1.000 luôn nha. Dòng này đời cao rồi anh em ơi. Rồi, đời cao. Máy rất đẹp, rất chắc chắn, ngoại hình cũng rất đẹp. Shimano Japan size theo máy 2.000. Mua pin sóng đổ tay trái phải. Rồi, con này rất đẹp, Shimano đời cao. Rồi, giá con này để anh em là 600k. Máy rất đẹp. Con này lưu relap thì không à, khỏi phải nói luôn à. Lưu relap ngâm lên xe gì cũng được hết. Máy rất kêu cũng tiếng cũng rất đã luôn. Con này mã số 8. Mã số 8 600k. Tiếp tục mã số 9. Rồi, tiếp tục mã số 9. Mã số 9 là một con máy China xuất nhập. Con này chạy tới 3 bạc đạn nha. Mua pin sóng đổ tay trái phải. Size thương máy 3.000, Gatio 4.8. Cước số 3 vào được 160m. Gatio là 4.8. Thích hợp cho anh em lưu relap, ngâm lăn xe. Rồi, hôm nay bán sale cho anh em luôn. Con này giá con này là để cho anh em là 150k luôn, cấu kim loại, thân carbon, tay quay cũng carbon. Đầu con lăn đa sứ là bằng đồng. Vàng này, bằng đồng nha. Con lăn đa cước bằng sứ vàng. Rồi, để rẻ cho anh em 150k nha. Quá đẹp cho con này luôn á.
Con này mã 9 150k. Xe thương máy 3000 Gatio 4.8 chạy tới 3 bạc đạn. Anh em xem ngoại hình của máy, 150k thì quá rẻ rồi. Tiếp tục là một con máy China xuất Nhật, con này có ABS nha, đời cao, cước số 3 vào được 100m, size thương máy 800, size thực là 2000, thích hợp cho anh em lưu relap lắp này, nhìn tay đồ đầu ra rồi rất đẹp này, anh em nhìn này, máy khá đẹp nha, con này nó thiết kế giống con Daiwa Kick này, con này đời cao ABS đồng hoàng nha, rồi China xuất Nhật. Thiết kế giống y như con Daiwa Kick đó. Rồi, để cho anh em giá con này là 200k. 200k. 200k này. Máy China xuất Nhật, cấu kim loại, toàn thân carbon, Gatio 5.2, cước số 3 vào được 100m. Thiết kế giống y như con Daiwa Kick luôn. Đó thế, Daiwa cũng vậy. Rồi, giá con này là 200k. Mã 10. Mã số 10 200k. Tiếp tục con này mã 11, mã 11 cũng giờ gần giống như cái con mã 10, cũng thiết kế cũng kiểu y như dòng Daiwa Kick. Con này là cước số size thương máy 2000, Gatio là 4.7, cước số 3 vào được 120m. Con này tương đương với size khoảng 2500 nha, thích hợp cho anh em lưu rê lắp ngâm lăn xe. Con này thì không có ABS, thiết kế giống Daiwa Kick này, màu cam. Rồi, con này mã 11, máy còn khá đẹp, để anh em cũng giá cũng 200k luôn, 200k nhanh này. Mấy con này mà không lấy thôi, quá đẹp luôn á. Đầu ra con lăn ra cước vẫn còn sáng nha, mọi thứ hoạt động tốt hết á. Mô pin sống đủ tay trái phải, chữ gà to. Rồi, con này mã 11, giá con này 200k. Tiếp tục mã 12. Rồi, mã 12 cũng là một con China xuất Nhật. Con này cước xây theo máy là 2000, chạy một bạc đạn. Cước số 3 vào được 120m. Thì con này tương đương với size khoảng 2500 nha. Gatio 5.0. Con này cũng giống Daiwa Kick, không cầm cái nào cũng giống giống Daiwa Kick này. Này, con này thiết kế rất đẹp nha. Mô pin sống đổ tay trái phải, máy hoạt động tốt hết. Rồi. Rồi, con này là ngoại hình là cấu là kim loại, cấu carbon. Toàn thân là carbon nha, tay quay cũng carbon luôn. Con này á có một điểm yếu là cái tay quay này nè. Em thấy con câu là nó hay bị gặp cá lớn á, là nó hay bị gãy. Nhưng mà dành cho ai mà lưu rê lắp mà cá bình thường ở chỗ mà ít cá rồi á, dòng này con này lưu rê rất sướng. Tại vì em nhìn cái tay quay là em thấy hơi phiêu. Con này China xuất Nhật. Rồi. Con này mã 10 mấy rồi. Mã 12. Mã 12 để cho anh em 200k luôn, mã 12 200k. Rồi,
tự nhiên bóc cái con nào cũng giống con đây qua kích hết, anh em nhìn không giống y đây qua luôn kích không. Rồi con này nè, con nào là giá cao hơn mấy con đó chút nha anh em. Con này Gatio là 5.5 luôn, cước số 4 vào được 65 m, cước số 3 vào được 90 m, thì con này tương đương với size khoảng 2000 thôi. Một viên sóng đầu tay cái phải kết hợp cho anh em luôn, relock máy thì rất êm luôn nha, tay quay thì chắc chắc chắn luôn. Rồi anh em xem màn hình máy, con này mã 13 này, mã 13 giá con này là 250k nha anh em, 250k, tại vì con này nó đề cao với lại nó mới hơn mấy con chút kia chút. Ai không có đủ điều kiện mua đây qua kích thì mua mấy con China xuất nhập này về cao cũng rất bền. Rồi mã 13, rồi mã 14, rồi mã 14, mã 14 là một con China xuất nhập size thư máy 3000, size thực là 3000 luôn, cước số 3 vào được 150 m, cước số 4 vào được 100 m, Gatio là 5.1, size thư máy 3000, size thực 3000, thích hợp cho anh em lưu relock ngâm lăn xe, máy chạy rất êm luôn nha, mô bi sóng đổ tay trái phải. Rồi con này mã 14, size thư máy 3000, size thực 3000 luôn, cước số 4 vào được 100 m, Gatio là 5.1. Rồi con này thích hợp cho anh em lưu relock nha, ngoại hình cũng còn khá đẹp, có bị bong tróc tay 10 ngày này, bong lên ngày. Rồi giá con này để cho anh em là 230k, 230k, 230k mã 14. Tiếp tục mã 15, 15 cũng đây, mã 15 con này là China xuất nhập, Gatio là 5.2 của thằng Suzumi, size thêm máy là 1500, cước số 3 vào được 115 m, cước số 4 vào được 85 m, thì con này tương đương với size khoảng 2500 nha, thích hợp cho anh em tu relock. Con này cũng rất đẹp, cũng thiết kế gần gần giống đây qua kích. Máy rất đẹp, chỉ bị bông sơn rồi sơ sơ thế này thôi. Rồi con này mã 15, mã 15 giá con này là mã 15, mã 15 China xuất nhập, mã 15 giá con này là con này toàn thân carbon nha, con này chạy tới máy bạc đạn này. Con này chạy một bạc đạn. Rồi Gatio 5.2, giá con này 250k, mã 14, 14 15. Mã 15 nha, mã 15, mã 15 250k. Em lay luôn China xuất nhập, em lay luôn Japan nha. Tiếp tục mã 16, câu này là để dành cho anh em lưu relock này, China xuất nhập nhưng mà anh em quay này, quay nó hơi keo một tí này. Rồi để con này anh em là 120k luôn, về cho anh em chỉ câu bán cho nhanh, mua lô khác về bán. Con này là cước số 4 vào, cước số 3 vào được 100 m, mô vi sóng đổ tay trái phải, cước số 3 vào 100 m, Gatio là size thư máy 2000, Gatio con này tầm 5.0,
mô pin sóng đổ tay thấy phải, có máy hơi keo một chút thôi. Rồi mã 16, mã 16 sau. Mã 16. Tiếp tục mã 17. Mã 17 là một con Shimano. Size thư máy 3000, size thật 3000 luôn. Thích hợp cho anh em lưu relock. Máy rất chắc chắn. Dòng này thì anh em cẩu cá thì không bao giờ sợ bị hư hết. Rồi, con này mã 16. Máy chạy rất êm, anh em xem ngoại hình của máy. Đây là Shimano Japan. Giá con này là này, giá con này là 500k, thích hợp cho anh em lưu relock. Lưu relock mã 16, xây thêm máy 3000, xây thật là 3000 luôn. Con này không ghi gatio nha. Tiếp tục mã 17. Mã 17 cũng giống con 16 mà hơi mới hơn một tí. Con mã 16 là nó có bị nè, nó bị sơ xước nè, nên thấy không. Rồi con mã 17, con mã 17 này, con này giá cũng 500k. Mã 17 là Shimano, size thơ máy 3000, size thật 3000 luôn. Cước số 4 vào được 100m, mua bị sóng đồ tay trái phải. Máy con này thì còn khá sáng khá đẹp. Con này cũng giá 500k, 500k mã 17. Máy hoạt động tốt, mọi thứ hoạt động tốt hết nha. Mô pin sóng đầu tay tới phải. Rồi mã 17 Shimano, size thêm máy 3000, size thật là 3000 luôn. Mô pin sóng đầu tay tới phải. Rồi tiếp tục con này cũng Shimano, con này Shimano nhưng mà con này chạy tới 4 mặt đạn này. Size theo máy là 3000, cước số 4 vào được 100m, chạy 4 mặt đạn, mô pin sóng đổ tay trái phải. Rồi con này chạy 4 mặt đạn này, 4 mặt đạn là đời cao lắm anh em, câu phá máy. Rồi con này là giá con này là 600k, size theo máy 3000, size thật 3000 luôn, chạy 4 mặt đạn. GTO là tầm 5.0. Tiếp tục mã 18. Mã 18. Mã 18 là 600k nha anh em. Tiếp tục mã 19 này. Mã 19 máy khá đẹp này. Tay quay đôi nha. Mã 19 tay quay đôi, hàng đẹp. Hàng này là của thằng Bangladesh nha. Bangladesh. Máy rất đẹp, size theo máy 1000, tay quay đôi. Cước số Bangladesh chút nha. Cước số 2 vào được 100m. Con này mã 19. Tay quay đôi, rất đẹp luôn. Mã 19 giá con này là size theo máy 1000. Cước số 2 vào 100m thì size thật cũng 1000 luôn. Máy còn tương đương nhìn khá mới luôn, nhìn tầm như 99%. Rồi con này của Bangladesh, giá con này là 500k, 500k mã 19. Tiếp tục mã 20. Mã 20 là một con Suzumi. Con Suzumi dòng Super, size thơ máy 1000, size thực tầm 1000 luôn. Cước số
Con này cước số 3 tầm 100 mét nha anh em. Cước số 3 tầm 100 mét nhưng mà máy nhỏ gọn. Size tầm size thương máy 1000, size thịt tầm 1500 thôi. Mô pin sóng độ tay thái phải thích hợp cho anh em lưu re lắp ngâm lăn xe. Dòng này là cấu kim loại, tay quay kim loại nên anh em là câu rất chắc chắn luôn. Thích hợp cho anh em lưu re lắp nhỏ gọn dòng Super này. Suzumi. Rồi. Japan. Con này mã 20. Mã 20 giá con này là 400k, mã 20. Ngoại hình thì nó bị xước rồi nhiều rồi nè. Nó bị bong tem rồi. Mô vi sóng độ tay trái phải mã 20. 400k. Rồi. Mã 21, mã 21 thì cũng là cũng con Suzumi. Nhưng mà con này là của thằng China xuất Nhật. Máy thì khá đẹp, thích hợp cho anh em lưu re lóp ngâm lăn xe. Gatio là 5.2, cước số 3 vào được 100 mấy thì con này tương đương với size khoảng là 2000. Size nha. Rồi, con này mã 21. Mã 21, con này China xuất Nhật, máy còn khá đẹp. Để cho anh em về câu là giá con này là 150k. 150k, size thương máy 1000, size thật 2000. Chạy một vạt đạn, Gatio là 5.2. Cước số 3 vào được 100 mét. Anh em nhìn ngoại hình của máy. Rồi, Suzumi. Mã 21. Tiếp tục một con để cho nó đẹp nè. Mã 22. Khá nặng. Nặng quá. Lát phải nhẹ. Rồi, con này mã 22. Mã 22 là một con size thương máy là 2500. Size thật của nó cũng 2500 luôn. Cũng 2500 nha anh em. Size thật cũng 2500, giá con này là China xuất Nhật, cấu kim loại, đời cao, chạy tới 3 bạc đạn luôn nha. Đời cao 3 bạc đạn. China xuất Nhật, con này là dòng tem vàng đây. Dòng tem vàng. Dòng tem vàng này anh em mua ít nhất đi giờ ra là mua không phải là 300-400 ngàn. 400 ngàn là ít nhất. Rồi, con này để cho anh em nè. Để anh em là 300k. 300k. Máy rất êm luôn á. Con này là China xuất Nhật nhưng mà đời cao rồi nha anh em. Cấu kim loại tay quay. Tay quay carbon nhưng mà rất chắc chắn. Rồi, mã 22. Rồi, em lên tạm 22 con máy nó về cho anh em tham khảo. Chúc anh em là nhiều sức khỏe, gia đình anh em nhiều sức khỏe, câu lên nhiều Hugo. Em chỉ chốt đơn bên Zalo là Zalo em là số điện thoại là 0794559193. Em xin đọc lại là 0794559193. Rồi, chúc anh em câu cá vui vẻ nha. Chào tạm biệt anh em. Nếu anh em thích video của em thì like, subscribe giúp em nha. Anh em chốt đơn thì nhớ nhắn tin qua Zalo em. Chào tạm biệt ạ.